Tại Hải Phòng, sáng nay Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã chính thức công bố triển khai thủ tục hải quan điện tử, thực hiện theo Nghị định 87 của Chính phủ. Đây là một bước trong hội nhập với hải quan quốc tế và thực hiện minh bạch thủ tục liên quan nhằm tạo thuận lợi cho môi trường sản xuất kinh doanh. Sau 7 năm triển khai thí điểm, đã có hơn 88% doanh nghiệp trên cả nước thực hiện thủ tục hải quan điện tử với khoảng 96% số tờ khai hải quan điện tử, đã giảm thời gian mở tờ khai và thông quan xuống còn một vài giờ, giảm các giấy tờ liên quan. Việc triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử từ ngày hôm nay trên toàn quốc sẽ trực tiếp góp phần thực hiện cải cách, hiện đại hóa ngành hải quan, qua đó sẽ cắt giảm 10 đến 20% chi phí làm thủ tục cho doanh nghiệp, giảm 30% thời gian thông quan tại cửa khẩu, đơn giản hóa hơn nữa 13 quy định về thủ tục hải quan điện tử. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả nghị định này của Chính phủ thì cần phải có sự đồng bộ giữa hải quan, cộng đồng doanh nghiệp và bộ ngành liên quan về hạ tầng mạng, về thực hiện chữ ký số và cũng như tính phối hợp giải quyết văn bản, pháp quy cùng với năng lực thực thi nhằm tạo sự minh bạch và thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.